ca sĩ Kim Loan dính oan tình với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Các bạn thân mến, chuyện tình nữ ca sĩ Kim Loan và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một scandal rất nổi tiếng trong làng nghệ thuật giải trí và cả chính trường Sài Gòn. Là ca sĩ được xếp vào hàng ngôi sao tại Sài Gòn trước năm 1975. Đột nhiên, Kim Loan sang Tây Đức định cư rồi lấy chồng ở đó. Và điều gì đã khiến một cô ca sĩ đang trên đỉnh vinh quang bỗng từ bỏ tất cả để đến sống ở đất khách quê người? Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu vấn đề này trong video ngay sau đây nhé! Đôi nét về ca sĩ Kim Loan. Nuôi mộng làm ca sĩ từ nhỏ. Năm 1958, Kim Loan theo học lò nhạc sĩ Nguyễn Đức ở Sài Gòn. Cũng giống như bây giờ, nhiều cô gái không có năng khiếu hoặc có chút ít năng khiếu ca hát bẩm sinh mà muốn trở thành ca sĩ thì phải đầu quân vào một lò chuyên đào tạo, rèn luyện ca sĩ. Chỉ khác một điều, những lò đào tạo ca sĩ trước năm 1975 rất có trách nhiệm. Nếu các cô gái trẻ thích đi theo nghề ca hát, được một ông bầu hay chủ trung tâm nhận lời, thì chắc chắn sẽ có cơ hội tiến thân và chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ. Họ chịu trách nhiệm từ A đến Z, tức là đào tạo, rèn luyện theo cách của mình, có phương pháp, bí quyết riêng. Đến khi coi giò coi cẳng, thấy gà có thể ra đấu trường, họ sẽ tìm mọi cách lăng xê, giới thiệu trên báo, đài, các chương trình đại nhạc hội, phòng trà, thu băng, thu đĩa, trình diễn trên màn ảnh nhỏ. Tên tuổi của ca sĩ sẽ gắn kết với uy tín của lò đào tạo để hai bên cùng có lợi. Trước năm 1975, xuất phát từ nhu cầu vui chơi giải trí của xã hội mà đặc trưng là của thành phố Sài Gòn, vốn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Hệ thống phòng trà, quán bar, vũ trường mọc lên khắp nơi. Những địa điểm ấy rất hút khách, đặc biệt là các gái nhảy, ca sĩ. Khi đó, nghề đào tạo ca sĩ của các lò cũng là một nghề ăn nên làm ra. Một số lò đào tạo ca sĩ nổi tiếng, có uy tín thời bấy giờ như Nguyễn Đức, Tùng Lâm, Duy Khánh, Lan Đài, Hoàng Thi Thơ đã liên tiếp cho trình làng những thế hệ ca sĩ nổi tiếng. Trong đó thành công nhất là lò Nguyễn Đức với ông bầu là nhạc sĩ Nguyễn Đức. Ông nổi tiếng không phải về sáng tác nhạc mà là đào tạo ca sĩ tay ngang thành danh cho sân khấu ca nhạc Sài Gòn. Nhờ thầy Nguyễn Đức, cô bé Kim Loan thi thoảng được tham gia hát trong chương trình của Ban Việt Nhi trên làn sóng của Đài Phát Thanh Sài Gòn mỗi sáng Chủ nhật. Sau 9 năm học đạo, năm 17 tuổi, Kim Loan xuống núi và thành công vang dội. Đó là ngày 8 tháng 8 năm 1966. Người Sài Gòn bỗng nghe một giọng hát lạ trên đài phát thanh. Bài hát cũng mới toanh, có tên là Căn nhà ngoại ô, theo điệu bolero của nhạc sĩ Anh Bằng. Từ hôm ấy, giới trẻ Sài Gòn, đặc biệt là sinh viên học sinh, thường ngân nga bài hát này. Kim Loan có chất giọng hơi khàn, nghẹt mũi một chút. Cho dù đã bắt đầu nổi tiếng, nhưng cô chưa thể sánh nổi với các ngôi sao thời ấy như Phương Dung, Hoàng Oanh, Hà Thanh, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh đang làm mưa làm gió khắp các sân khấu Sài Gòn. Thế nhưng Kim Loan lại được trời ban cho vẻ đẹp lộng lẫy lai Tây, luôn sáng rực, lung linh khi bước lên sân khấu. Vì vậy mà tuy giọng ca còn non một chút, nhưng khán giả trẻ lại rất yêu mến cô. Kim Loan có khuôn mặt đẹp, nụ cười tươi, sống mũi thanh tú, vầng trán băng xương, mái tóc buông dài và cài nơ thật đẹp. Cô ăn mặc đẹp, lộng lẫy mà không lố bịch. Khi đối diện với cô, mọi người thường nghĩ rằng nếu khéo trau chuốt thêm một chút nữa, nếu học cách đi đứng, ăn nói thêm một chút nữa, cô vẫn là cây bonsai được uốn cành tỉa lá để trở thành một thứ cây cảnh với những nét hài hòa ngoạn mục. Ca sĩ Kim Loan dính oan tình với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đêm gặp định mệnh. Sau cuộc đảo chính anh em nhà họ Ngô do tướng Dương Văn Minh cầm đầu, chính trường Sài Gòn rơi vào khủng hoảng. Các phe nhóm nhà binh liên tục lật đổ lẫn nhau để giành lấy quyền kiểm soát phủ đầu rồng. Cuối cùng, năm 1966, Nguyễn Văn Thiệu đã vượt lên tất cả, giành được chiếc ghế Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Để củng cố địa vị của mình, Tổng thống Thiệu đã bố trí nhiều người thân tín vào những chức vụ then chốt trong guồng máy cầm quyền của mình. Trong số đó, có Trung tướng Đặng Văn Quang, một người bạn học chí cốt từ thời trai trẻ, cũng là cậu vợ của Nguyễn Văn Thiệu. Nguyễn Văn Thiệu đặt ông cậu vào vị trí quan trọng hàng đầu của bộ máy cầm quyền ở Sài Gòn là Cố vấn An ninh Quốc gia. Đầu năm 1968, Tổng thống Thiệu tham dự một buổi lễ tại trại đào Bá Phước trên đường Tô Hiến Thành, Sài Gòn. Khi cô ca sĩ trẻ Kim Loan lên sân khấu hát phục vụ bài Căn nhà ngoại ô, vị Tổng thống Sài Gòn nhìn cô không chớp mắt. Chú mũi tên tình ái, khi buổi lễ kết thúc, Tổng thống Thiệu yêu cầu chỉ huy trại đào Bá Phước thu xếp cho cô ca sĩ dùng cơm chiều với mình.
Sau đó, Tổng thống Thiệu đã nhờ chính người cậu vợ của mình là Đặng Văn Quang thu xếp chuyện tình cảm của mình với cô ca sĩ Kim Loan. Với quyền uy trong tay và cũng muốn lấy điểm với Tổng thống Thiệu, Đặng Văn Quang gật đầu bằng lòng. Ông Quang đã giao cho một phụ tá thân cận là Trung tá Ngân trực tiếp và bí mật lo chuyện thứ phi cho Tổng thống Thiệu. Trung tá Ngân đã dựng lên kịch bản rất hay. Đích thân mình đến tận nhà Kim Loan chuyển lời mời của Tổng thống Thiệu, mời cô tham gia một chương trình văn nghệ do Phủ Tổng thống tổ chức tại Hải quân vùng 4 Duyên Hải, đồn trú trên đảo Phú Quốc. Dĩ nhiên là Kim Loan như mở cờ trong bụng, nhận lời ngay. Kim Loan được xe của cơ quan đặc vụ Sài Gòn đến tận nhà đón ra sân bay Tân Sơn Nhất, rồi lên chiếc DC-47 đến Phú Quốc. Trên máy bay chỉ có một mình Kim Loan và Trung tá Ngân, ngoài ra chẳng thấy có ban văn nghệ nào cả. Trước đó vài giờ, Đặng Văn Quang đã tháp tùng Tổng thống Thiệu bay ra Phú Quốc trên một chiếc DC-47 khác. Tư lệnh vùng 4 Hải quân nhận được một công lệnh mật từ Phủ Đầu Rồng, thông báo Tổng thống và Cố vấn An ninh Quốc gia sẽ ra nghỉ mát và câu cá tại Phú Quốc, yêu cầu tư lệnh vùng phải chuẩn bị một tàu hải quân có đủ phòng ăn, phòng ngủ như một du thuyền, đồng thời tăng cường một đại đội quân cảnh canh gác tại mũi ông đội, nơi du thuyền sẽ neo lại câu cá. Khi chiếc DC-47 chở Kim Loan vừa đáp xuống phi trường An Thới, một chiếc xe Jeep của đặc công Phú Quốc đưa ngay cô ta và Trung tá Ngân ra cầu cảng, lên chiếc tàu ông Thiệu đang chờ, rồi nhổ neo ra khơi. Chương trình văn nghệ do Kim Loan hát phục vụ Tổng thống Thiệu kéo dài suốt ngày, cho tới tận đêm khuya. Không phải chỉ chơi hoa cho biết mùi hoa, Nguyễn Văn Thiệu ngày càng say mê Kim Loan. Mỗi tháng, ngài Tổng thống ra lệnh cho Đặng Văn Quang tổ chức vài ba chuyến nghỉ mát, câu cá ở Phú Quốc vào cuối tuần, với thành phần giống như lần đầu. Lúc ấy, ở Phủ Đầu Rồng có nhiều phe phái, họ đánh hơi thấy Tổng thống Thiệu có mùi gái. Dư luận bắt đầu dâm gian về chuyện Tổng thống có bồ. Câu chuyện đến tai bà đệ nhất phu nhân Mai Anh. Bà cho gián điệp ra tận Phú Quốc mai phục, thu thập tin tức và không khó để có đủ chứng cứ về chuyện ăn vụng của chồng. Là người trầm tĩnh, bà Mai Anh cố giản cơn ghen vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng và danh dự của đệ nhất phu nhân. Bà chỉ còn biết chút mọi tức giận lên đầu ông cậu Đặng Văn Quang, coi ông ta là nguyên nhân dẫn dắt quân vương vào con đường ngoại tình. Giải cứu người tình của Tổng thống. Đặng Văn Quang và Trung tá Ngân cũng nắm được tình hình nên báo cáo cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mối hiểm họa đang tiềm ẩn và có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào. Lập tức, Nguyễn Văn Thiệu chỉ thị cho Tâm Phúc chiêu xóa sạch tang chứng. Thế là Đặng Văn Quang và Trung tá Ngân thực hiện kế hoạch hỏa tốc. Họ đã gán ghép cô ca sĩ cho một đại úy dưới quyền và đưa cả hai vợ chồng này qua Tây Đức sinh sống, vĩnh viễn không trở về Việt Nam khi nào Nguyễn Văn Thiệu còn làm Tổng thống. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1969, cũng là ngày chấm dứt cuộc đời ca hát của ca sĩ Kim Loan ở trong nước. Kim Loan qua Tây Đức định cư ở thành phố Cologne và không hiểu cặp vợ chồng gắn ghép này sống thế nào, nhưng nghe nói chỉ sau một năm, Kim Loan đã kết hôn với một Việt Kiều tại Tây Đức. Những ngày lưu lạc. Ca sĩ Kim Loan không chỉ tìm được hạnh phúc mới mà còn chứng tỏ cô là một người có ý chí vì đã theo học khoa xã hội sư phạm, sau đó được Bộ Xã hội Tây Đức nhận vào làm việc. Có thể nói, ngày 17 tháng 8 năm 2006 là một dấu mốc trong sự nghiệp ca hát của ca sĩ Kim Loan. Đó là ngày Kim Loan đi hát trở lại, nhưng không phải tại nơi cô định cư, mà nơi cô trình diễn là trung tâm Asia ở miền Nam California, Mỹ, trong chương trình văn nghệ chủ đề Huyền thoại Lê Minh Bằng, đề cập đến ba nhạc sĩ ký một tên chung là Lê Minh Bằng, nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975. Ngày Kim Loan đi hát trở lại ở hải ngoại cũng là một sự tình cờ thú vị, vì ngày này cũng là kỷ niệm 40 năm lần đầu tiên đi hát của ca sĩ Kim Loan ở Sài Gòn, đánh dấu bằng bài hát Căn nhà ngoại ô. Tuy nhiên, khi trở lại với sân khấu, dù thỉnh thoảng mới có show, ca sĩ Kim Loan sau ngần ấy thời gian im hơi lặng tiếng để sống với vai trò người vợ, người mẹ, chăm lo hạnh phúc gia đình và kinh doanh thẩm mỹ viện, hầu như lãng quên mọi chuyện xảy ra trước đây ở Việt Nam, thì lại đối mặt với nghi án, chuyện tình với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu như đã nói ở trên. Suốt thời gian dài, người đẹp Kim Loan vẫn giữ thái độ im lặng trước búa rìu dư luận. Mãi đến gần đây cô mới chấp nhận trả lời phỏng vấn trên một tờ báo hải ngoại. Trong đó cô khẳng định, ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì Loan không có gặp lần nào hết. Mà nói thiệt, nếu Loan gặp ông Thiệu, Loan sẽ hỏi, thưa Tổng thống, tôi không gặp ông lần nào, tại sao lại có chuyện kỳ cục vậy? Bị oan, tức thì hỏi vậy thôi. Loan biết là ông Tổng thống cũng là nạn nhân của chuyện đồn ác ý. Nhưng Loan nghĩ những người có trách nhiệm phải nói chuyện đó không có. Loan thấy bà Thiệu vô tình quá đỗi. Là vợ của ông Tổng thống,
bà phải biết ông chồng bà ấy có làm cái việc đó hay không chứ. Đáng lý, bà phải đính chính cho ông chồng bà phải giữ danh dự cho Loan. Nhưng bà ta đã không làm việc đó. Vì thế Loan nói thiệt là Loan rất thất vọng về bà Thiệu. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì đã chết. Nỗi oan tình của ca sĩ Kim Loan không còn người đối chứng. Thời gian sẽ qua rất nhanh, 5 tháng sẽ phủ lên tất cả bằng lớp lớp cho bụi và sự lãng quên, trong đó có những điều không đáng để nhớ. Các bạn vừa theo dõi ca sĩ Kim Loan dính oan tình với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về mối oan tình này? Hãy để lại cảm nhận xuống phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video hấp dẫn của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!